Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trình độ phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp cùng với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện. Và đây là kỳ phát sóng của tuần cuối tháng 10. Thưa quý vị, tiếp nối cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đầu năm 2016, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, thành phố Bà Rịa nói riêng triển khai đồng bộ. Cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy thành phố Bà Rịa hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn hóa, văn minh theo nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch xây dựng phát triển thành phố trong năm cuối nhiệm kỳ 2020. Quý vị, với tinh thần lấy sức dân chăm lo đời sống cho nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho tiến trình xây dựng phát triển, thành phố Bà Rịa đã huy động mọi nguồn lực cho tiến trình xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Và với một cái điều dễ nhận thấy trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đó chính là tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên trên địa bàn thành phố. Là đảng viên đã nghỉ hưu, ông Phạm Văn Theo, sinh hoạt ở chi bộ ấp Đông, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, vẫn nhận thức sâu sắc vai trò nêu gương tại địa phương. Nên năm 2017, ông Theo vận động được gia đình mình trước tiên, hiến hơn 2.000 m2 đất và tự nguyện phá bỏ nhiều cây trái để làm đường nông thôn. Sau đó, ông tích cực vận động các hộ dân sống hai bên đường, phá bỏ hàng rào, đóng góp ngày công mở rộng con đường 20A dài gần 1.000 m, rộng hơn 8 m. Bản thân ông Phạm Văn Theo còn đóng góp gần 20 triệu đồng để hỗ trợ một hộ dân gặp khó khăn khi phá dỡ hàng rào hiến đất cho nhà nước, hoàn thành tuyến đường nông thôn mới. Không riêng tuyến này mà tất cả tuyến đường khác, tôi thấy là nó cũng có cái sự đóng góp, vai trò của người đảng viên và có đóng góp của nhân dân trên các trục đường hết. Chính từ đó mà Hòa Long hôm nay mới hoàn thành cái nông thôn mới và xây dựng cái hướng tới là văn hóa nông thôn nâng cao. Đảng viên gương mẫu, nhân dân đoàn kết đồng lòng, nhờ đó các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại xã Hòa Long ngày càng lan tỏa sâu rộng hiệu quả. Hòa Long hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Gia đình nhà tôi là ra đây là làm đi để trồng bông cho nó đẹp, để sau này được cứ nhà nhà trồng đi phải cho con đường nó đẹp, cũng mong cho là tất cả cái xóm này là đều trồng bông, làng xóm nó cũng đẹp mà cái con đường nó cũng đẹp. Phường Phước Nguyên là một trong những điểm sáng của thành phố Bà Rịa về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với mô hình vận động bê tông hóa các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường. Xác định giao thông phải đi trước một bước, làm đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế xã hội. Phường Phước Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm để hiện thực hóa mục tiêu bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn theo tinh thần nghị quyết số 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa và đề án Phường Phước Nguyên đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch được đưa ra bàn thảo cụ thể tại từng khu dân cư để người dân hiểu rõ, từ đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện. Cái trước hết là cái công khai. Công khai minh mạch đó là được là đảng viên và hội viên các hội đoàn đó là chủ động tham gia và tiên phong đi đầu. Tính từ năm 2015 đến nay, thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường Phước Nguyên đã vận động giải tỏa trên 1.000 hộ dân để xây dựng các công trình trọng điểm, gồm công viên Bà Rịa giai đoạn 1, 2, công trình xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, mở rộng khu tái định cư Đông quốc lộ 56. Phường cũng đã hoàn thành mục tiêu bê tông 35 tuyến hẻm với kinh phí 23,7 tỷ đồng, trong đó phần vận động cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, vật kiến trúc trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Ông đảng viên chúng tôi là nói chung là gia đình văn hóa thì tất cả phải gương mẫu trước nhân dân, mình đóng trước thì người ta mới đi theo. Rõ ràng là cái đường sạch nên ý thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững là một nội dung quan trọng trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại thành phố Bà Rịa. Và không chỉ dựa vào nguồn hỗ trợ của nhà nước, cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái trong nhân dân, cùng giúp nhau thoát nghèo. Hiện 472 trên 472 tổ dân cư trên địa bàn thành phố đều có quỹ giúp nhau thoát nghèo với tổng quỹ 3,5 tỷ đồng. Quỹ luân phiên xoay vòng giúp nhau 6 tháng, 1 năm cho từng thành viên tham gia. Xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố còn phát động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. 5 năm trở lại đây, toàn thành phố đăng ký xây dựng và thực hiện 162 mô hình trên các lĩnh vực, trong đó có 8 mô hình đoàn kết phát triển kinh tế, 11 mô hình đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, 106 mô hình đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, 37 mô hình đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để đạt được cái kết quả này thì trước hết là cái người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu cái chính quyền ban điều hành của khu phố này là phải gương mẫu, phải tận tâm tận lòng để động viên những cái cán bộ cấp dưới để cùng nhau, để chúng ta đồng lòng để thực hiện. Năm 2018, thành phố Bà Rịa được chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ba xã nông thôn mới Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng đạt 51,3 triệu đồng một người một năm, tăng gần 25 triệu đồng so với năm đầu thực hiện chương trình nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2018 là 706 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 10%, tức là gần 60 tỷ đồng thông qua hình thức giúp công lao động, hiến đất, hoa màu, vật tư kiến trúc. Xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cũng tiếp tục là cú hích cho phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ cưới, đám tang hay các lễ hội truyền thống địa phương đã có nhiều chuyển biến theo hướng văn hóa văn minh tiết kiệm, nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị cốt lõi tốt đẹp. Đến nay, toàn thành phố có trên 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% khu phố ấp đạt chuẩn văn hóa, 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, thành phố Bà Rịa đã không còn hộ nghèo theo chuẩn, không những hoàn thành mục tiêu đề án giảm nghèo mà còn về đích trước một năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Qua các cái hoạt động, các cái mô hình, các cái phong trào vì người nghèo, các cái vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội thì cũng được nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội phố Bà Rịa trong thời gian qua. Thưa quý vị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế xã hội tại thành phố Bà Rịa. Và từ cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả. Mời quý vị cùng chia sẻ với chị Vũ Thị Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa. Với trách nhiệm gương mẫu tiên phong, chị Hồng không chỉ chủ động tích cực thay đổi phương thức sản xuất, tạo nên hiệu quả cho kinh tế gia đình mà còn là người truyền động lực cho nhiều nông dân trên địa bàn cùng phát triển kinh tế xây dựng quê hương. Em chào chị Hồng. Đang làm gì đó? Chị Nhân có cho hẹ. Cái cách chăm sóc hẹ này có khó không? Chăm sóc hẹ nó cũng dễ hơn chăm rau. Hẹ thì mình chỉ việc cắt xong rồi mình rắc phân chuồng, giải phân chuồng xong rồi khoảng một tuần thì mình mới rắc phân hạt, phân gọi là NPK. Chăm mới thôi, rồi còn thì nắng thì mình tưới ngày 2 cữ, còn không trời mưa như thế này thì không phải tưới. Mô hình này mình trồng lâu chưa chị nhỏ? Mô hình thì cũng nếu mà hẹ bắt đầu trồng ở đây phải chục năm, hơn chục năm nay rồi. Trước khi trồng hẹ thì mình có làm cái gì trên cái vườn này không? Trước là mình trồng rau, xong rồi thấy người ta làm hẹ nó cũng hiệu quả hơn mà nó nhàn hơn, nên là cũng đổi qua để trồng hẹ. Lúa hẹ như thế này thì bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch được một lần chị? Nếu mà lên được ngay thì thời tiết mà nó ấy tốt thì khoảng tháng 10 ngày, còn không thì tháng rưỡi. Cắt sát mặt ở đây này, đấy em cầm này.
đó, đó em cứ cắt ít một thế đó, cắt sát mặt đó, sát mặt đất à. Dạ. Cắt buổi sáng thì tranh thủ dậy cắt sớm rồi mang dao cho người ta nhặt. Thế lại cắt cho để cái hẹ nó không bị héo. Cái này mình bán ở đâu chị nhỏ? Mình đổ cho mối, xong mối người ta đi chợ Bà Rịa, người ta bán đổ mối cho các chợ khác tới đây lấy. Mỗi lần mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu? Chị cắt có 50 kg một ngày. Mỗi ngày 50 kg? Ừ. Được bao nhiêu? Mỗi ngày 50 kg. Bây giờ thì được giá 10.000. 50 kg được 500.000. À. Thế vậy so với rau thì như thế nào? Cái giá cả mới thì cái thu nhập nó cũng ổn định hơn rau. Mình nhặt sạch này, xong rồi cân lửa ký một. Trước thì có ít hộ trồng thôi, nhưng bây giờ đã nhân ra đến mấy chục hộ á. Nên là ta sẽ thành lập cái tổ trồng hẹ ở đây. Tổ đấy hoạt động như thế nào chị? Tổ giúp nhau kinh nghiệm rồi con giống. Xong rồi người trước thì giúp cho người sau. Thì phát triển kinh tế rồi... giúp nhau cho cái phường cho nó những cái hộ nghèo được thoát nghèo rồi phát triển kinh tế được khá hơn, người dân cuộc sống nó khá hơn lên. Và cảm ơn chị về những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Chúc cho cái công việc của chị cũng như là bà con ở đây ngày càng phát triển. Thưa quý vị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai sâu rộng tại thành phố Bà Rịa và đã mang lại hiệu quả tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo từ nông thôn đến thành thị đều thay đổi theo hướng văn minh hiện đại. Thành quả này vừa tiếp tục là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố Bà Rịa bước vào hành trình mới với tinh thần quyết tâm cao hơn trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đến đây thì chương trình địa phương chưa được phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai phát sóng lúc 17:50 với điểm đến là thị xã Phú Mỹ.